đây mình 150 đi. 150 thì trong đó có 50 kg đầu là của bậc 1, 50 kg tiếp theo là của bậc 2 và 50 kg tiếp theo là của bậc 3, chứ không phải là 150 của bậc 3. Hiểu được vấn đề tính lũy kế chỗ này chưa? Tức là người ta được hưởng 50 kg trong bậc 1. Đó. Như vậy thì cái thang mình dò sẽ là nhỏ hơn 50, nhỏ hơn 100, nhỏ hơn 200, nhỏ hơn 300, nhỏ hơn 400 và còn lại. Thì cái bài này của chúng ta sẽ được giải quyết trên một số cái vòng if. Chúng ta sẽ nêu một cái dự án ở trong cái bài của mình. Các bạn để số thứ tự, mã số sinh viên, tên, rồi lab 3. Trong này của chúng ta sẽ làm nguyên một cái project ở trong lab 3 luôn. Rồi, đẩy cái project này vào lab 3. Và trong lab 3 thì mình sẽ viết các cái hàm con cho, ở trong này người ta ghi là bài, thì trong này chúng ta ghi void bài 1, void bài 2, void bài 3. Nếu cần thì các bạn ghi rõ hơn tí xíu. Tính tiền điện. Bài 3 gạch dưới tiền điện, ví dụ như vậy. Và chúng ta sẽ giải quyết cái bài 3 ở phía dưới này. Bài 3 tiền điện. Thì ở đây các bạn sẽ lắp 3. Các bạn sẽ có thể định nghĩa các cái hằng số để mà giá bậc 1, giá bậc 2, giá bậc 3. Đó, các bạn sẽ định nghĩa các cái hằng số ở đây. Được chưa? Còn không thì bạn dùng biến để chứa các bậc 1, bậc 2, bậc 3 hoặc là hằng số cũng được. Như vậy thì chúng ta sẽ copy cái này qua cho nó khỏi nhầm. Copy qua. Rồi, chúng ta có bậc 1, bậc 1, bậc 2, bậc 3. Rồi. Rồi, chúng ta sẽ chuẩn bị cho nó plot B1 bằng các bạn định nghĩa cho nó cái hằng cũng được. Phẩy B2 bằng phẩy B3 bằng phẩy B4 bằng phẩy B5 bằng phẩy B6 bằng rồi. Có bạn hỏi rằng khi nào dùng in, khi nào dùng plot. Ví dụ giá tiền điện này mình dùng kiểu in được không? Không thì chắc chắn bây giờ phải dùng plot.
Ủa vậy thôi hả? Sao được, em muốn xài khai báo hàng thì em xài khai báo hàng vô, còn không thì mình khai báo biến cũng được, giống nhau nhưng mà hàng thì hay hơn đó. Thầy để cho các bạn khai báo hàng được chưa, đổi lại thành khai báo hàng, thêm một cái constant vô nữa được chưa? Rồi ok, bây giờ mình sẽ nhập số ký tiêu thụ. Muốn sử dụng số ký tiêu thụ, số ký tiêu thụ thì có thể là kiểu in thôi, thì số kilowatt giờ, số kilowatt giờ tức là số ký tiêu thụ đó. Rồi mình sẽ nhập vào print, nhập vào số kilowatt giờ tiêu thụ của các bạn, scan. Kiểu này là kiểu plot phần trăm F nhập vào và số kilowatt giờ. Rồi mình đã có được số kilowatt giờ phần trăm gì, phần trăm D. Ok rồi, nếu trong trường hợp nếu như số kilowatt giờ mà nhỏ hơn hoặc bằng 50 thì sao, thì sao nào? Nhỏ hơn bằng 50, vậy giả sử nó 40 thì lấy bao nhiêu, lấy bao nhiêu nếu nó chỉ dùng 40 kg thôi? Sao không biết là 40 hay là lấy 50 hả? Nếu như nhỏ hơn bằng 50 thì lấy đúng số ký của nó nhân cho giá 1. Như vậy chỗ này mình sẽ thêm một cái biến nữa là tiền, thành tiền là nhiêu đó, tiền gắn bằng không chữ y được chưa? Biên dịch coi có gì lỗi không, nhỏ hơn bằng 50 rồi thì mình lấy tiền sẽ bằng số kilowatt giờ nhân cho bậc 1, số kilowatt giờ nhân cho bậc 1. Rồi tiếp tục, còn không nếu mà số kilowatt giờ nhỏ hơn bằng 100 thì làm gì, tiền bằng 50 nhân bậc 1, 50 nhân bậc 1 rồi gì nữa, cộng với gì, số kilowatt giờ trừ 50 nhân bậc 2 nhân B2. Hết rồi. Else if nếu số kilowatt giờ mà nhỏ hơn bằng 200 thì làm gì, tiền sẽ bằng chỗ này, chỗ này là gì, 50 nhân B2 cộng cho số kilowatt trừ mấy, trừ 100, tức là 50 bậc 1, 50 bậc 2 rồi, nhân bậc 3. Tương tự như vậy, nếu như số kilowatt mà nhỏ hơn mấy, người ta nói là nhỏ hơn 200 xong rồi, bây giờ nhỏ hơn 300, nhỏ hơn 400 thì chỗ này là nhỏ hơn 300,
nếu số kilowatt nhỏ hơn 300 thì 50 bậc 1, 50 bậc 2 và bao nhiêu bậc 3? 100 nhân bậc 3 cộng với số kilowatt trừ mấy? 300 trừ mấy? Chỗ này nhân bậc 4 nè. Trừ 200. Tức là đã 50 bậc 1, 50 bậc 2, 100 bậc 3 thì trừ ra 200 đã tính rồi, là có bậc 4. Tương tự như vậy, tính cho bậc 5 thì chỗ này nhỏ hơn 400. Nếu nhỏ hơn 400 thì 50 bậc 1, 50 bậc 2, chỗ này mình có 100 cho bậc 4, còn lại trừ 300 cho bậc 5. Thì cái gì mình tính rồi thì mình trừ ra, mình cứ cộng dần lên thôi. Rồi, còn không? Có ít nữa không? Còn không thì tính bậc 6 vô. Copy công thức này ra. 1, 2, 3, 4. Chỗ này chúng ta sẽ có 100 bậc 5 cộng với trừ 400 cho bậc 6. Thì cái gì chúng ta tính rồi thì chúng ta trừ ra. 400 là do chỗ này chúng ta trừ 50 100, 200, 300 là 400. 400 này mình tính rồi thì không tính nữa. Rồi, chỗ này trừ 400, tất cả là bậc 6. Như vậy thì chúng ta sẽ tính ra được tiền là bao nhiêu. Có nhiều bạn sử dụng không có phải là ít lầu mà dùng nhiều cái ít. Ít thứ nhất, bạn sẽ tính là bậc 1 luôn. Nếu như số tiền của các bạn là nhỏ hơn bằng 50, bạn tính bậc 1. Bậc 1, nhưng mà tính cũng được, nhưng mà nó sẽ, chương trình của bạn nó sẽ tính lâu hơn. Và ở đây chúng ta đã có được số tiền và xuất số tiền ra. Xuất số tiền. Số kilowatt giờ. Rồi, phần trăm. Phần trăm D. Xịt T. Số tiền. Phần trăm gì các bạn? Phần trăm F phẩy số kilowatt giờ phẩy tiền. Rồi, như vậy chúng ta đã tính được bài tiền điện. Quá đơn giản ha. Đơn giản không? Rồi mình cứ suy nghĩ từ từ thì nó ra thôi. Chỗ này nếu số kilowatt nhỏ hơn 50, nhỏ hơn 100 thì trong đó có 50 kg là 50 kg là bậc 1. Còn lại là bậc 2. Thì nếu tính nhỏ hơn 200 thì trong đó có 50 bậc 1, 50 bậc 2, còn lại thì bậc 3. Đó, như vậy bài tiền điện của chúng ta. Và bài cuối cùng, người ta nói là menu để mà đưa ra ba bài này. Bài số 4 là xây dựng menu. Vậy thì ôn lại cái bài menu của chúng ta hôm trước đối với lại cái assignment. Thì trong này các bạn sẽ sử dụng đến cái include std pool.h. trong này chúng ta sử dụng while
tiêu đó, std bool.h while tiêu, ok, không có lỗi gì. Trong vòng while này chúng ta sẽ in cái gì, không thoát chương trình, rồi làm gì nữa, print số 1 thì gọi bài, bài 1 làm gì ghi ra, bài 1 làm gì vậy, bài 1 làm gì, tính học lực, bài 2 phương trình bậc 1, quá dễ, bài 2.2 là phương trình bậc 2, bài 1 là học lực, rồi bài 2 print hai chấm bài 2 giải phương trình, còn bậc 1 bậc 2 là vô nhỏ nữa, print 3 bài 3 tính tiện điện, rồi xong. Xuống đây còn thiếu mấy gì, xiệt đây hai cái đi cho nó đẹp, print chọn chức năng rồi, muốn chọn thì ở chỗ này chúng ta sẽ khai báo chọn scan phần trăm d, chọn vào switch switch cái gì, ừ nói vậy thôi, khi nếu chọn số 0 thì acid tạm biệt, này quen quá rồi, acid 0 khi 1 thì gọi cái chương trình bài 1, bài 2, bài 3, rồi bài 1, bài 2, bài 3, bài 2, bài 1 in ra câu đi, đây là bài 1 sinh viên code vô nha, chứ không phải là để thầy ơi, thầy hướng dẫn trên video, đây là bài 1 thì em làm theo cho thầy là đúng rồi. Code bài 1 vô nha. Rồi như vậy ở đây thì chúng ta gọi bài 1 lên, rồi break khi số 2 thì gọi bài 2, khi 3 gọi bài 3,
Bạn chọn chức năng từ 0 cho đến 3. Rồi. Xong rồi. Bài 1, bài 2, bài 3. Rồi trong bài 2 của các bạn, trong bài 2 của các bạn nó sẽ có phương trình bậc nhất và phương trình bậc 2. Như vậy chỗ này là phương trình bậc nhất và phương trình bậc 2. Thì chúng ta có thể viết thêm một cái menu vô đây. Nó là menu con. Như vậy chỗ này thoát bài, thoát này là thoát ra ngoài thôi nha, chứ không phải là thoát khỏi chương trình, cho nên chỗ này nó hơi khác chút xíu á. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ có một cái chọn hai đi, chọn hai. Chọn 2. Chỗ này chúng ta phải vô chúng ta chọn trước rồi chúng ta mới 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 làm. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ do while chứ không phải là while, tức là vô làm trước ha. Chúng ta do trước, vô thứ nhất là thoát bài số 1 là mình cho là giải phương trình bậc 1, 2. Giải phương trình bậc 2. Rồi số 3 không có. Chọn chức năng 1, 2, 3. Chọn 2. Rồi chỗ này không có 0. Chọn 0 thì exit, nhưng mà không có 0, mình không có key 0 ở đây. Ví dụ như chỗ này mình để là phương trình bậc 1. Mình viết cái phương trình bậc 1 vô. Phương trình bậc 2. Phương trình bậc 1, phương trình bậc 2. Thì mình sẽ viết cái giải phương trình bậc 1 này ở phía dưới. Phương trình bậc 1. Rồi mình viết cái phương trình bậc 2. Đó, viết phương trình bậc 1 riêng, phương trình bậc 2 riêng. Rồi sau đó đối với lại cái số 3 là không có. Số 4 chọn 0, 1, 2. Và chỗ này chúng ta đóng cái vòng lặp do này lại, thì chúng ta sẽ sử dụng while ở đây. While cái gì? While chọn, chọn nếu mà lặp lại, lặp lại thì khi nào đúng thì thoát. Khi nào thoát? Chọn bằng mấy thì thoát? Chọn bằng không thì thoát. Thử coi, thử chỗ này ha. Mặc dù mình để là không là thoát, nhưng mà trong cái key của mình là không có, tại vì mình xử lý ở dưới này. Đó, nó khác cái ở trên. Ở trên là while true là mình exit không, còn này exit không là nó biến luôn á. Mình mới chọn cái chức năng 2 cái nó biến mất luôn, cho nên mình không dùng exit không được. Đó, chỗ này thì không dùng exit không được. Rồi mình sẽ
sức vô đây một câu phương trình bậc 1. Đây là cos giải phương trình bậc 1. Rồi giải phương trình bậc 2. Cos giải phương trình bậc 2. Có thể nó sẽ lỗi ở phương trình bậc 1 và phương trình bậc 2 bởi vì chưa được định nghĩa. Chọn 2. Chọn 2. Đó, phương trình bậc 1 và phương trình bậc 2 nó không hiểu. Mình phải khai báo trên này. Còn không thì mình viết trước. Bài 3. Bài 3 chưa viết hả? Bài 3 tiền điện. Mình ghi chữ bài 3 tiền điện mà lúc mình gọi có bài 3 không thì nó không hiểu. Rồi ok. Rồi hết lỗi rồi. Chạy thử nè. Chọn chức năng 1. Đây là bài 1 sinh viên code. Chưa xuống dòng. Chọn chức năng 2. Thấy không? Nó ra mini con nè. Ra mini con. 0 là thoát, 1 là bài 1. Chọn 1 coi. Phương trình giải bậc 1. Nó không có quay lại đây. Vậy sao? Sao nó không quay lại? 3. Chức năng số tính tiền điện. Chức năng 0. Rồi, chạy lại nè. Có vấn đề rồi. Đây, chạy lại nha. Nếu chọn chức năng 2, sao lại chọn chức năng 0? Thấy không? Thấy vấn đề gì? Nó lặp lại cái menu. Vậy thì mình bị sai gì chỗ này? Sai gì? Lặp lại cho đến khi chọn khác không. Chọn khác không. Nếu chọn khác không thì lặp lại. Nếu chọn khác không. Rồi chạy lại. Chọn tính năng 2 là giải phương trình. Chọn chức năng 1 là giải bậc 1. Rồi hỏi lại, có giải tiếp không? Chọn chức năng 2 thì giải bậc 2. Hỏi lại, giải tiếp không? Đó, nếu tiếp thì tiếp, còn không tiếp thì chọn số 0. Chọn số 0 thì thoát ra menu lớn. Menu lớn chọn số 0 tiếp là thoát chương trình. Như vậy đúng chưa? Đó, sửa lại chỗ này khác không nha. Đây, chỗ này nhớ xịt N. Rồi đâu xịt N? Mấy cái dưới này mình cũng nhớ xịt N vào. Xuất tiền điện cũng xịt N vào. Đó, rồi, hoàn thiện. Thử chạy lại một lần nữa. Nếu chọn số 1, viết chương trình tính học lực. Đây là bài 1 sinh viên code. Nếu chọn số 2, giải phương trình. Nó hỏi là giải phương trình bậc mấy. Mình chọn 1. Đây là code giải phương trình bậc 1. Quay trở lại. Chọn 2. Đây là code giải phương trình bậc 2. Không chọn nữa thì chọn số 0 là thoát. Quay trở ra menu lớn.
mini lớn chọn số 3. Số ký của mình là 555. Enter. À, số ký của mình là 555. Enter. Rồi, tiếp tục. Tiếp tục. Dây đoạn tính chương trình, tính tiền điện, bài 4, 0. Cái chỗ tính tiền điện hình như là mình bị nhầm đó các bạn. Nhầm gì biết không? Số tiền này không phải là chấm, mà là 1.600, 1.700. Nhưng mình chấm nó ra cái mấy đồng. Chỗ này không có chấm. Chấm là nó ra cái mấy đồng bạc à. À, chấm là để người ta thấy là 2.000, 2.900 rồi đó. Rồi ok, chạy lại thử coi. Chứ 500kg mà có mấy ngàn bạc à. Rồi 3. 500kg, ok, 500kg. Tính ra là 1.362.000, đúng rồi. Được chưa? 1.362.000. Đấy. Như vậy các bạn sẽ viết cái menu để mà giải quyết cái bài toán của chúng ta. Cũng khá là đơn giản. Cứ viết từ từ thì nó sẽ ra thôi. Khi mà mình gọi qua cái bài bài 2 thì mình lại viết một cái menu nhỏ ở bên trong bài 2. Viết menu nhỏ bên trong bài 2 thì nó sẽ giải quyết. Thoát chương trình hoặc là thoát menu nhỏ, thoát menu. Còn cái ở trên là thoát chương trình luôn. Rồi xong nha. Bài 3 của chúng ta.